Xin kính chào quý vị và các bạn. Theo dự báo, Tây Nguyên trong 7 ngày tới sẽ chủ đạo là nắng vào ban ngày, về chiều tối mưa dông ở nhiều nơi. Còn Trung Bộ thì mưa sẽ xảy ra nốt 2 ngày đầu tuần, sau đó nắng lên, thời tiết chuyển tốt. Ngày mai thì mưa vẫn xảy ra nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ, trong mưa dễ kèm theo dông gió mạnh và sấm sét. Quý vị cần chú ý tìm nơi tránh trú kiên cố an toàn khi thấy trời đổ mưa. Với những du khách có kế hoạch đến Gành Đá Dĩa, một điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên, với những khối đá hình lăng trụ sẫm màu xếp chồng lên nhau, thì thời tiết đẹp nhất sẽ là từ thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật. Dự báo trời chủ đạo là nắng ráo với mức nhiệt từ 30 cho đến 32 độ. Còn đầu tuần thì mưa vẫn xảy ra ngắt quãng trong ngày. Và sẽ là một thiếu sót lớn nếu du khách bỏ qua cầu Vàng trong chuyến vi vu đến thành phố Đà Nẵng. Cây cầu dài 150m, nằm ở độ cao 1.400m, thiết kế mềm mại uốn cong như dải lụa vàng giữa núi rừng, được nâng niu bởi hai bàn tay rêu phong tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Để tận hưởng trọn vẹn nhất vẻ đẹp ở cầu Vàng thì quý vị nên lên lịch trình từ thứ Tư trở đi, bởi vì hai ngày trước đó sẽ là hai ngày có mưa và có lúc kèm theo dông sét và gió giật. Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng dần từ 25 lên mức 31 độ. Nắng sẽ lên đều từ sáng đến đầu giờ chiều mai ở khu vực Tây Nguyên. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Về chiều tối thì mưa dông có thể xảy ra. Quý vị cần chú ý đề phòng với gió giật và sấm sét đi kèm. Nếu có dự định đến Đắk Nông trong tuần tới, thời tiết ban ngày khá lý tưởng cho du lịch. Trời tạnh ráo có nắng với mức nhiệt cao nhất ngày khoảng 30 đến 31 độ, tiết trời chiều lòng người. Quý vị có thể đến thám phá Hồ Tà Đùng, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên. Hồ trong xanh, phẳng lặng, được điểm xuyết bởi nhiều hòn đảo nhỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Lưu ý về chiều tối thì nhiều ngày trong tuần sẽ dễ có mưa kèm dông gió mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo 7 ngày tới chủ đạo là trạng thái sáng nắng chiều mưa. Nhiệt độ các ngày cao nhất thường ở mức 33 đến 34 độ, giữa trưa sẽ thấy nóng rõ. Về chiều tối thì ngày nào cũng có mưa, nhiều ngày mưa dễ kèm dông sét, gió giật. Đến tối và đêm trời lại tạnh ráo, mát mẻ với mức nhiệt khoảng 25 cho đến 27 độ. Đó sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để quý vị tản bộ trải nghiệm vui chơi tại các khu phố nhộn nhịp về đêm như là phố đi bộ Bùi Viện. Trở ra Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội sẽ có cả tuần tới nắng ấm, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Quý vị có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch vui chơi của mình. Tuy nhiên cần chú ý bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm chống tia UV vì dự báo mức UV giữa trưa nhiều ngày lên cao từ mức 6 cho đến mức 8. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.